Ngày 14 tháng 5 năm 2022, Công an thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cho biết đã tạm giữ hình sự hai đối tượng gồm Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1984, ngụ phường Vĩnh Hiệp, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang và Nguyễn Ngọc Thêm, sinh năm 1985, ngụ phường 12, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hai đối tượng đã vào một vựa hoa kiểng ở thành phố Sa Đéc lấy trộm xe ba gác trị giá hàng chục triệu đồng, đã bị camera nhà dân ghi lại mà chúng tôi từng phản ánh trong các bản tin trước. Như thông tin đã đưa, trước đó vào khoảng 2 giờ sáng ngày 9 tháng 5 năm 2022, tại một vựa hoa kiểng nằm trên đường vành đai 848 thuộc xã Tân Quy Tây, thành phố Sa Đéc, có hai thanh niên vào trong vựa thản nhiên dựng chiếc xe ba gác trị giá hơn 30 triệu đồng ra bên ngoài, rồi lên xe rời đi. Tất cả sự việc đã được camera của vựa hoa kiểng ghi lại. Đến khoảng 2 giờ ngày 12 tháng 5 năm 2022, trong quá trình tuần tra trên tuyến đường 848, Công an xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc phát hiện Hải và Thêm điều khiển xe mô tô che biển số có biểu hiện nghi vấn, nên yêu cầu dừng lại kiểm tra và mời về trụ sở công an xã làm việc. Qua làm việc, hai đối tượng này khai nhận chính là thủ phạm thực hiện vụ trộm xe ba gác nói trên. Sau khi lấy trộm, cả hai đã điều khiển xe chạy về hướng cầu Mỹ Thuận bán xe với giá 5,5 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Khi quay lại thành phố Sa Đéc định tiếp tục thực hiện hành vi trộm thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Trong quá trình điều tra, Hải khai nhận đã có hai tiền án, từng bị xử phạt 12 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ nhấn like và nhấn đăng ký kênh để xem những video mới nhất của chúng tôi nhé.